chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay 27 âm lịch ta. Cây cúc lá gai này, lên ngon mà, quá sức luôn nè. Cái bông mà, cánh thẳng nè. Màu đậm mà, như đầy lọc vậy. Đủ đơm hết trơn nè. 27 âm lịch nè. Cái giống này thì hiện tại mấy anh Bình Định nhân giống rất là nhiều quá. Cúc Quang Diêu này của Bình Định nè. Giống này thì nó nhanh tàn á. Chúng ta phải nhanh tàn giống như giả quá. Nó cả cỡ chừng 2 ngày. Chơi giống này thì chúng ta dùng giống đụng cánh hoa. Cánh hoa mà chúng ta xài lõn thôi, cây nó vẫn ra đọt được. Không có bị suy á. Anh em xem, quá sức luôn à. Giống mạnh á. Cúc mà rất là mạnh á. Mai cúc mà mạnh hơn mai giảo đó. Này nó la giữa cây giảo gai với lại cây cúc á. Nó ra cái bông này. Bông bự nhiều cánh. Anh em xem à. Bên đây cây thọ hương này nó nở điểm nè. Sáng ngày nó đã lắm. Bóp bóp như cái chuông lên vậy. Giờ nó xòe xòe ra kìa nè. Thời điểm này sử dụng giống đụng cánh hoa được rồi ha. Đó. Cánh hoa chúng ta pha cái chai nhỏ xíu á, chúng ta pha bình 8 lít á, còn mấy anh kỹ nữa pha bình 16 lít á, phun nhiều lần, phun 3-4 lần gì đó. À, còn đây cây quả cầu nè, này nó lên bông nè anh em ha, nó nùi á, này để ngoài nắng á, nắng nó bị dập cái bông. Bông như thế này người ta phải đem vô trong mát chừng á. Quá sức luôn nè. Nùi luôn á. Anh em xem. Xứng đáng á. Một năm chăm sóc nè. Nó cục luôn vậy. Anh em xem nè. Cục luôn nè. Quá đã. Đã cục luôn. Tuyệt vời nhé. Hương á, bông nó bự đàng hoàng á, sáng sớm thế này, trưa nó sẽ vung lớp lên á, nó vung lớp, nó dày cái bông lên. Cây này dùng kỹ thuật lặt lá là lặt lá 2 lần á, nó lên đều như thế này nè, đều răm rắp luôn á. Mấy cây này thì mấy cây Thủ Đức ngày hôm qua mình có đăng bán á. Này, bữa nay bó lại giao cho mấy anh ở thành phố quá. Cái lô 15 cây á. Còn đây cây giảo chùm nè. Bông đẹp á. Nó lên chân nè, khủng khiếp à. Cái nút ra là trong thời gian nuôi nút ra như đại lộc, nút bự chảng á. Nó ra. Rất là đều á. Nó bung quá sức luôn nè. Anh em xem, mai Bình Định đó. Đó, bông đẹp, tròn đó. Khủng khiếp à. Cái này lên đậu khủng khiếp luôn à. Một tàu nụ luôn á. Anh em xem ra nó phân chèo, trong mấy cái chèo này, nó ra bông á, nùi luôn á.
quá đã cây này á. Nhánh tới đâu là nụ tới đó, chùm 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 luôn nè. Đây, cây bình định đó. Đó. Bông hay là tới 24 cánh luôn. Cái này là nuôi không được sung lắm mà cũng đạt ha. Cái này cây nhị ca mà cũng bị chán luôn. Sáng ngày ra búp ha. Rất là đẹp á. Hôm nay cây đa phúc nè, sáng ngày cái bông nó dễ thương dữ lắm, nó tròn vo như cái đồng tiền nhé. Đa phúc nè, gấp gốc tứ quý á. Nó tròn cái đồng tiền nhé. Đẹp á, đa phúc nè. Sáng ngày nó đẹp, nhìn giống như dảo nhung nhé. Quá đẹp á. Sáng ngày quá đã. Này, giống này chơi được á, đa phúc nè. Đó, khi mà anh ở nhìn đều lên thì cái vụ mà cánh lật cánh ngửa là không có đáng kể á. Đó. Nó hài hòa. Sáng à, quá đẹp á. Nó tròn vo hết trơn. Đa phúc à. Nhìn như dảo nhung ha. À, giống này chơi được ha. Lại cây phú tân nè, nó lên chân nè, xanh hết trơn á. Lại cây dảo nhung nè ha, bông đẹp ha. Bông cánh thẳng rang. Để cho thọ hương á. Lúc trưa bông sẽ vung lên á, giờ sáng ngày chưa có vung á. Cây đa phúc á, nhìn hướng này rất là đẹp á. Giấc sáng sớm nhìn cái bông nó đã luôn, như dảo nhung vậy. Tết à. Đây cây Thủ Đức ha. Quá đẹp ha. Thủ Đức cái gốc tứ quý nè, ghép được 5 ha. Bấm chặn mấy đầu cành hết ha. Đó. Hồi tháng 10, tháng 11 ha. Mình xử lý mình thúc cả hết ra. Đó. Nó nhiều nụ quá đây, chúng ta phải thúc bớt á, nó nở mới đều. Chứ mà nó quá nhiều nụ, nó không đủ lực để mà nó nở á. Ít nụ thôi mà nó nở chắc á. Cây mai xoắn nè. Đó. Như ốc mà bu ha. Quá sức luôn nè. Thủ Đức ha, bông rất đẹp ha. Lên chân nè, đều hết trơn. À, sáng ngày giới thiệu mọi người á, mấy cái mặt bông á, dảo nhung mà, mấy giống của Bình Định á, cây quả cầu nè. Nó cục nha. Chút mà đem vô nhà chưng cây này á, chứ ở ngoài nắng là nó thâm dập hết trơn à. Ngoài nắng là mất sương mất nắng nó thâm dập, bông nó không được đẹp á. Quá sức cây này, xứng đáng á. À. Một năm không chăm sóc ra.
Xin chào mọi người, đây là cái cây mai đa phúc. Cây này ghép gốc tứ quý, ghép được 1 năm nè. Anh em xem hồi sáng hoa rất là đẹp, giấc trưa nè. Đó, hiện tại hoa cũng còn đẹp, cánh nó nằm ngang ngang ra, nhìn tổng quan rất là đẹp. Chung mai nào cũng vậy, nó lại đẹp là đẹp là buổi sáng nè, buổi trưa buổi chiều, nhìn tổng quan rất là đẹp. Đó, một số anh thì nói chung là không có thích mà cái vụ mà qua ngày thứ hai nói chung là cũng được á, đa phúc nè nó cũng đẹp á, xứng đáng chơi, bông nó bự mặc dù nó không có sắc sảo đâu á, nhưng mà so với Thủ Đức á, thì nó cũng ngang ngang Thủ Đức á. Thủ Đức nhiều khi trổ tới trưa thì nó cũng bẹt bẹt rồi. Anh em xem Thủ Đức á, Thủ Đức gốc tứ quý nè, tới trưa nó cũng bẹt bẹt rồi ha. Thủ Đức nè, chân thẳng ngoài nắng luôn á. Thủ Đức nè, bông bự á. Còn đa phúc nè, phúc này được cái là lên chân rất là đều á, ghép vào gốc lớn á. Bông đẹp á, anh em nào có đầu tư vào gốc lớn á, cứ yên tâm á. Cho anh em xem gốc tứ quý nha. Tứ quý này khoảng 41 hoành á. Đây gốc tứ quý á, nở rất là đều. Đó, thì nói chung là quay cho anh em thấy rõ nó có số người chê mà chê đặc điểm nào á. Mà khen đặc điểm nào, khen là dễ nuôi á, đủ đồng loạt. Và hoa đẹp á. Cái sáng sớm nó như cái đồng tiền vậy. Còn giấc trưa như thế này. Đẹp á, không có xấu á. Qua bữa thứ hai như thế này á. So với mai rừng thì nó đẹp hơn á. Còn so với Thủ Đức thì nó cũng ngang ngang Thủ Đức á. Nhiều khi Thủ Đức nó nở á, tới chiều nó cập vô không chừng á. Đó, đẹp á. Em thấy rõ đây, nhiều khi số anh khó tính á, là giới thiệu cho dữ á, ghép ra bông xấu quắc á, chữ sụm ra nha. Ở đây ở vườn mình đang có ha. Đó, đây là cây gốc tứ quý á. Cho anh em xem cái cây gốc mai vàng mình mua lại của người ta ha. Đó, mua lại cái cây 80 hoành á. Trồng ở dưới đất nè, bứng về mà vẫn lên nụ đạt ha. Đây cây quả cầu nè, nó lên nụ bông nè. Để vô nhà chân á. Chùm luôn nè. Cây này cây nguyên thủy á. Nguyên thủy thì nó chỉ có một cây duy nhất thôi. Đó, thích chơi cây nguyên thủy á. Nguyên thủy là chơi cái dạng mà độc lạ, chỉ có một mình nó thôi, không có cây thứ hai. Đó, chơi hàng độc á. Cục luôn nè. Đó, anh em xem. Đó. Đó, cục luôn ha, quá đã. Đây thọ hương nè, lên. Thọ hương hiện tại giờ rất là thơm á, mấy anh ong nè. Đó, hiện tại á, vẫn còn mùi thơm á. Mấy anh giáo giờ cái nhị nó rụng hết rồi ha. Hết mùi thơm rồi, thọ hương nè, nó thơm như thơ tới buổi ban đêm luôn á. Em xem à, cây giáo đa phúc ha. Phúc tính gốc mai vàng đây. 80 hoành á. Nè. Cho anh em xem rõ gốc mai vàng như thế nào, gốc tứ quý như thế nào á. Chứ nhiều khi quay gốc tứ quý không mà không có quay gốc mai vàng á, anh không biết như thế nào, hoặc là quay hàng mai vàng không quay tứ quý á. Rõ hết à. Nó lên nụ, nó đều răm rắp luôn á. Anh em có ghép gốc lớn á, yên tâm ghép á. Này, cái này thì mình mua thấy xứng đáng á. Đây là cây mai, cái bông của cây mai nguyên thủy đó nè.
cũng có chút xíu à, chút xíu à, có hai ngón tay à, còn cây đa phúc à, ghép cho nè, bốn ngón tay ghép này cải thiện chất lượng hoa đã không, lên chân đều hết trơn, trồng đất luôn á. Đó. Này à, mình bứng về thâu tàn lại. Đó, thâu tàn lại che mát 2 tuần đầu á. Đó, rồi bắt đầu dở ra lên, rễ lưới ra nắng luôn á. Bông vẫn đạt á. À, cái này thì chỉ mới gốc mai vàng thì chỉ ghép 1 năm hơn thôi, mới thâu tàn là có 1 lần thôi nè. Ngay đây á. Hơn 1 năm thôi nè. Mà như thế này á. 80 hoành. 80 hoành á. Đó. Bự hiệu lắm á, 80 hoành đủ lực á, bông rất là đẹp á. Còn nhiều khi chúng ta thấy mấy cây gốc nhớt chút chút gì nè, gốc bứng non mùa bông không có đẹp á, nhiều khi mấy anh chê cũng đúng á, chê là chỉ vào cái anh chỉ nhìn thấy là cái khía cạnh á. Đó, lúc trước mình cũng vậy á, đó, mình nhìn thấy là cái bông gốc nhớt gì đâu mà nó ra nó ẩn á, mà là ghép non mùa á. Ừ, từ khi mình thấy cái cây bự rổ bông á, đó, mê quá mê à. Ta xem nhiều khía cạnh á, ta thấy cây này á, quá đã, bông như dấu nhung vậy, nó thẳng như dấu nhung vậy, nó mạnh hơn giống nhung á, bung đều rất là đều nè, lên chân lên nè, thấy không, 5-6 không, đều râm rắp luôn á. Với điều kiện cây mạnh thì mới được vậy á, chứ cây yếu thì bắt nó bung vậy thì cũng đâu có được á. Như Thủ Đức nè, trong thời gian chơi chúng ta để lá, có số anh hỏi tại sao ở miền Trung miền Bắc á chừng mai là lá nhóc mà còn Việt Nam chừng không thấy cái lá nào hết trơn á. Đó, nói chung là nó có lá đó, tại bấm bỏ ha. Đó, đúng ra thì để lá cho nó mạnh, nó sung cây á, nó phục hồi lẹ. Mà miền Nam chơi thì thích nó đặc rật á, thích nó sung xuê, thích nó vàng ươm á, bấm á thì chơi như vậy thì nó cũng tổn cây lắm á. Ta xem nè, cây đa phúc lớn nè, 80 hoành xù luôn á. Gốc lớn á, xứng đáng á, ghép phôi có giá trị là xứng đáng ghép á. Đây, bây giờ cái nguyên thủy nó như thế này á, nguyên thủy nó là 5 cánh 6 cánh như thế này nè, đó, hoa nó không có to, cánh nó mỏng á, nó vẫn nở chùm á, nhưng mà nó không có sắc sảo đâu. Đấy, chúng ta cải thiện chất lượng hoa, chúng ta ghép vô á, nhìn nó cũng đẹp nè, cũng 5-6 cánh nó cũng tròn, cũng khít, cũng đẹp á. Đó, những loại mai ghép thì bông nó nha, cánh nó dày á, nó lâu tàn hơn. Đó nữa, từ xa nó thấy nó rực á, thấy cánh bông nó rõ ràng nó bự không à, cách xa có 7-8 mét à vẫn thấy à. Cúc à, dảo đa phúc nè, cây bonsai gia đình hạnh phúc nè, chồng vợ với đứa con á, quá sức luôn. Cây Thủ Đức á, cây siêu bông của thành phố nè, dảo nhung này lên bông nè, bành bành không á, dảo nhung nè, 6-7 phân không, dảo nhung vàng cây hết trơn á, dảo nhung mà
lên vàng hết trơn. Rồi, một vài chia sẻ của mình á về cây đa giảo đa phúc á, giống đáng để chúng ta ghép á, đáng để chúng ta sưu tầm á, chơi lâu dài. Đó, anh em thấy là cây tứ quý và cây mai vàng như thế nào luôn á. Mấy cây bình định nè, đẹp á. Rồi, chào mọi người. Đa phúc à. Người Phú Tân nè, nó lên nè. Đều hết trơn. Thủ Đức. Đó. Đa phúc nè. Thọ hơn không gà, gần 20 ngày rồi. Quá sức luôn nè, đậu trái luôn nè. Mà dùng chống đồng cánh hoa, lượng 1/4 phun 2 lần nè. Kết quả vẫn đạt á. Cái này mình phải xả ha. Quá sức rồi. 20 ngày rồi. Quá đẹp không? Anh em xem. Chùm 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 luôn á. Chùm 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 luôn. Mãn nhãn nha. Đó. Rồi, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, buổi trưa tốt lành. Rồi, xin chào. À, xin chào mọi người. Tại khoảng 9 giờ tối nè. Đó, chúng ta cùng xem mấy cây này. Đó, chung năm thì có 1 lần thôi. Đó, chăm sóc cả năm trời. Đó, cái giống quả cầu á. Nó ra cái bông nào nó như cái tô á, chùm 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 vậy nè. Nùi nùi luôn ha. Đó. Đó, mình xem nè. Đeo nùi 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 luôn nè. Giống mà này giống này nó không có nhị á. Nói chung là ương hộp, mỗi cây ương ra là giống á, nhiều quá cũng không biết đường đâu lần á, nào đẹp thì chơi thôi ha. Em xem đó. Này cây thọ hương nè, hiện tại thơm thoảng thoảng á. 9 giờ tối nè, nó thơm là do cái nhị này ha. Đó, nhị này là còn mùi thơm nè, hoa nó còn tươi á. Thoảng thoảng. Hiện tại thì nó mới nở có khoảng chừng 10% thôi ha. Đó, như thế này. Thọ hương. Thọ hương thở thì nó thơm lâu á, thơm ngày thơm đêm vậy. Này cây thọ hương á. Đây cây Phú Tân nè. Hôm nay làm nhà á. Cho nó vô mát không? Hôm nay phải đưa ra nắng lại á. Phú Tân nó lên á, không có nín một cái chỗ nào hết trơn á. Đều răm rắp luôn. Anh em xem, Phú Tân á.
này gốc tứ quý được 2 năm. Nó nằm chậu 7 tấc á, 7 tấc lọt lòng. Nuôi cây á, đây, nuôi nó cùi á. Đó, nó xấu xấu mà nó trường lên bông rất là đạt á. Lên không có nín một cái chỗ nào ra, đều răm rắp á. Phú Tân thì nuôi không có nụ nhiều quá. Không cần nụ nhiều, nụ nào thì chắc nụ đó. Cứ để ra chùm 4, chùm 5, 4, 5 đều răm rắp hết nè. Thợ hư này cũng vậy, chúng ta nuôi chúng ta không cần nụ nhiều quá, ít thôi. Đó, một nụ đã ra cứ 4 năm đều răm rắp ra nha. 4 năm đều quá. Nhìn rạc rạc hết trơn. Mình là cây đa phúc quá. Nè, chúng ta cùng xem cái hoa đa phúc nó trổ vào ban đêm á. Rất sáng trổ ra rất là đẹp á, rất trưa rất chiều và buổi tối nè nở tổng lực á. Nói chung cánh hoa thì nó ngang ngang thôi, nó không có bị ảnh ngược á. Đó, thông thường thì lúc trước thì mình cũng bị cái trường hợp là nói chung là nhìn một chiều á. Đó, mua cây gốc nhớt về để mà làm giống á, nó ra cái bông nó lận ngược á. Đó, tính không có ghép á. Đó, là đi chợ á, đi thấy người ta làm á, thấy người ta làm cây tổng lực nở quá đẹp đi ha. Đó, vậy mình góp trước mình làm theo. Đó, chứ mà nhìn mà nói chung nhìn khía cạnh này cũng không có nói lên được gì hết trơn á. Đó, chúng ta phải nhìn tổng quan như thế này nè. Đó, nói chung là phải có trải nghiệm rồi mới biết á. Giống này rất là đẹp á. Đó, nó nở buổi chiều nè, ở ngày hôm qua nè. So với giả Thủ Đức thì nó cũng như giả Thủ Đức thôi á. Trường hợp là mấy cái giả Thủ Đức mà chúng ta lấy mấy cây gốc nhớt á, mấy cây non mùa hoặc là ghép non mùa nó nở giữa năm nở bông gió á. Ước nhiều khi nó nở ra nó cũng vảnh ngược á. Coi mấy cây tổng lực thế này nè. Đa phúc á. Nó lên rất là đều quá. Đây là cây mai tứ quý á. Tứ quý gấp đa phúc, cái này mình mua lại của vườn của anh Duy Lê á. Đó, lúc mình mua anh thì anh mới ghép con khúc à, đỏ ổn á. Nói chung là mới tháo bịch đâu đó khoảng mười mấy ngày. Lúc mà mình mua thì thấy bộ đế này quá dữ á. Nói chung mà bộ đế như cây đước vậy. Lúc đó mình cũng không quan tâm giống gì á. Nói chung thấy bộ đế quá đẹp đi. Đó, giống gì thì mua tính nha, mua chơi từ trước là tính sau. Đó, sau một năm nuôi nè. Đó. À, quá đạt á. Một năm mà nuôi nha. Lúc mà mua thì này mới có khúc nha, mới ghép ra. Đó, nuôi nè. Này, vô cây tứ quý thì rất là dễ nuôi, mạnh dữ lắm. 2 4 6 chùm 7 luôn á. Cái gốc tứ quý đẹp á, màu nó cũng đậm như Thủ Đức vậy. Cái gốc mai vàng á, thì màu nó lợt hơn, nhưng mà cánh nó cũng thẳng á, nó nở tổng lực thì nó cũng đẹp á. Trường hợp là những anh mà hay chê á, đó, hay chê là giống như bản thân mình thôi á. Bản thân mình là chỉ nhìn thấy một chiều lúc trước thôi. Chúng ta nhìn thấy cái tổng lực như thế này á, quá đẹp đi ha. Nói chung ai cũng đúng ca ha. Cái người mà đã nhìn thấy cái tổng lực rồi á, ở tổng lực rồi á, thì người ta không có chê nữa. Còn cái người mà chỉ nhìn thấy cái phần mà mấy cái bông gió á, thì chúng ta có nói cái gì đi chăng nữa thì người ta cũng không có chấp nhận á. Nói chung là phải tận mắt chứng kiến á. Ta nói trăm nghe không bằng mắt thấy á, thấy đi một cái rồi mới tin á. Cây đa phúc à. Quá đẹp
Hôm nay cây Thủ Đức nè, anh em xem không? Thủ Đức vào nở vào hoa một ngày nè, nói chung cánh hoa cũng không còn thẳng nữa ha. Đó, cũng giống giống như là đa phúc thôi. Đó. Thủ Đức á, được cái gốc tứ quý nè. Này, cây này lúc mà mình mua thì cũng mới ghép con khúc ha. Mua là mua mấy cái bộ đế nè. Tứ quý à, cũng ghép à. Là ghép Thủ Đức chứ. Lên nụ đều quá. Lên đều. Đây cây Thọ Hương á, Thọ Hương này mình lật lá ngày bữa 22 nè. Lật mã này mới có này như 27 á, mới có 5 6 ngày mà lên chân xanh ở đây nè. Cái này để mình tính lật mình chơi sau Tết á mà nó lên hết trơn nè. Thọ Hương á. Gốc tứ quý. Để lưu quá. Chậu này là chậu hơn 8 tấc ha. Đó. Cây Phú Tân à. Phú Tân à, gốc tứ quý à. Đó, giờ người ta có mấy gốc tứ quý lùng lùng á. Mình dạng đóng Phú Tân vô á. Mình dạng ghép Phú Tân vô. Rất là mạnh á. Rất là nhanh lớn á. Chọc ghép 2 năm anh em thấy không? Đó, quá sức. Năm rồi mình mua cây này có chút xíu à. Nhưng cái cọng nó le que bằng cọng đũa ha. Đó, năm nay lớn hơn rất là nhiều quá. Phú Tân nè. Chúng ta xem bữa ban đêm á, đó. Đó, Thủ Đức vào nở á, ban đêm á, đa phúc ban đêm á, vẫn còn đẹp á. Đẹp. Thọ Hương vừa đẹp vừa thơm à. Vừa đẹp mà còn vừa thơm nữa. Còn cây quả cầu à, nó rực rỡ luôn á. Nó chùm 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 nhá. Anh em xem. Bên đây cái cây cúc lá gai vậy nè, cúc nhị đỏ vậy nè, nó đơm ở trên nè, như con rồng nó bay nha, dán bay nó luôn uốn lượn cái thân như con rồng ấy. Mình nên xem. Cúc nhị đỏ, lá gai, cúc gai bông viếp gì đây, hoàng đế nha. Bài à, chúng ta xem á, buổi ban đêm á, xem giấc sáng nè, đẹp á, giấc trưa như thế nào và giấc tối như thế nào. Dòng Thọ Hương vừa đẹp vừa thơm, cúc bi cũng vậy ha, cũng vừa đẹp vừa thơm. Dòng này không có thầm dập nè. Này sưu tầm giống á, cục 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 luôn á. Rồi, chúc mọi người buổi tối ngon giấc á. Rồi, xin chào.